san sẻ yêu thương vượt qua đại dịch. Thông điệp của Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố truyền đi trong những ngày Đà Nẵng siết chặt các biện pháp phòng chống dịch bệnh COVID-19 đã tạo hiệu ứng lan tỏa mạnh mẽ trong cộng đồng xã hội. Những trái tim, những tấm lòng mạnh thường quân đồng lòng hưởng ứng để hỗ trợ cho các trường hợp khó khăn do COVID-19. Mỗi xuất quà được trao đi đã minh chứng rõ nét cho tình người Đà Nẵng vẫn luôn ấm áp giữa đại dịch. Sau khi Ủy ban Nhân dân thành phố ban hành chỉ thị số 05 ngày 30 tháng 7 năm 2021 về việc thực hiện giãn cách xã hội để phòng chống dịch COVID-19, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Ngô Xuân Thắng đã gửi thư kêu gọi đến toàn thể nhân dân thành phố san sẻ yêu thương vượt qua đại dịch với phương châm người có điều kiện hơn giúp người khó khăn hơn. Ngay khi thông điệp được phát đi, các tấm lòng mạnh thường quân đã hòa chung một nhịp đập. Bằng nhiều cách thức khác nhau, họ cùng hướng về những đối tượng yếu thế trong mùa dịch với tinh thần sẻ chia và đùm bọc. Được san sẻ một phần khó khăn với bà con trong thời điểm này cũng chính là tình làng nghĩa xóm mà mỗi người dân Đà Nẵng luôn canh cánh bên mình. Nhìn thấy bà con cũng dịp này không đi làm ăn được, không đánh bắt được thì cũng rất là vất vả. Và tôi san sẻ được cái tình cảm rồi vật chất cho bà con thì tôi thấy rất là vui và rất là tự hào. Mỗi phần quà gồm gạo, mì tôm, nước mắm, dầu ăn được trao tặng tay đến các trường hợp khó khăn, như thay cho lời động viên, tiếp sức để họ có thêm động lực vượt qua thời điểm dịch bệnh. Tôi cảm thấy rất là vui ạ, vì công nhân là rất thất nghiệp nhưng mà món quà là có thể là được một phần bữa ăn nào đó đỡ hơn. Được cái quà như thế này là rất là quý, cũng xin cảm ơn cái cơ quan đoàn thể, tổ chức đã ủng hộ cho chúng tôi. Còn đây là một buổi trao quà hỗ trợ cho sinh viên ngoại tỉnh tại khu dân cư số 1, phường Hải Châu 1, quận Hải Châu. Hiểu được những khó khăn phải xa nhà giữa thời điểm dịch bệnh phức tạp, ban điều hành khu dân cư xem các bạn sinh viên như con cháu trong gia đình. Tỉ mỉ gói ghém từng bó rau, căn gạo, họ gửi gắm vào mỗi xuất quà không chỉ là tinh thần trách nhiệm mà còn cả sự ấm áp, thân tình của con người Đà Nẵng. Trong cái mùa dịch này mà được nhận những cái tình cảm tương san sẻ của các cô chủ thì đó là một động lực để em cố gắng là ở trong nhà. Cũng khi nào các cô tới phát thì bọn em tới nhận thôi, còn không có đi ra ngoài. Cũng đó là một phần để cũng góp phần hỗ trợ COVID cho mùa dịch này. Mình cảm thấy chủ di đỏ ấm lòng. Trong tình hình dịch thì sinh viên ngoài tỉnh không được về quê thì ở đây nhận được sự quan tâm của các cô chủ thì mình cảm thấy là rất là vui. Đến ngày 2 tháng 9 năm 2021, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố ban hành kế hoạch số 180 về việc vận động nhân dân có nhà trọ, phòng trọ đang cho thuê, giảm tiền cho người thuê trọ gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh. Chủ trương mang tính nhân văn này một lần nữa nhận được sự hưởng ứng tích cực của người dân. Tính đến ngày 28 tháng 9 năm 2021, toàn thành phố đã có gần 9.900 hộ cho thuê, miễn giảm tiền thuê cho hơn 28.400 phòng trọ với tổng số tiền 27,4 tỷ đồng. Có thể thấy, bằng cách này hay cách khác, người dân Đà Nẵng đã luôn nêu cao tinh thần tương thân tương ái trong những ngày thành phố căng mình chống dịch. Với thông điệp san sẻ yêu thương vượt qua đại dịch, người dân không chỉ tương trợ lẫn nhau mà còn chung tay cùng chính quyền thành phố đảm bảo công tác an sinh xã hội trong mùa dịch, xây dựng hình ảnh Đà Nẵng là thành phố văn minh, nghĩa tình.